Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ui giời ơi. Úi giời nha mày, úi giời nha mày. Ok. Đã có được mạng đầu tiên nhá. Lấy con nào nha em, và mình sẽ qua cái phía này coi. Ui, không còn ai cả. Chắc đổi qua M14 chắc còn ngon hơn nha em ơi. Chứ còn là N94 thì có những vết bởi vì là chơi nó giật lắm. Bên này con nào các bạn ơi. Bên này kẹo chưa thấy ai nữa cả này. Vắng ghê cơ. Ok, có Scar rồi. Nó lại ngon quá nhỉ các bạn. Ui, có cả MP Meluka nhưng mà kệ. Giờ kẹo đang chơi phóng dự thôi nha anh em. Qua phía này con nào anh em ơi. Đã thấy người đâu? À anh em, mình sẽ lấy luôn cái ống ngắm nhiệt nha các bạn. Đó, trang bị vào Scar này. Quá ổn. Đây câu nào mọi người. Đây rồi nha mày. Mình sẽ lên phía trên này coi. Quan trọng là lượm cái xác mà mình vừa kêu đây nha. Đây rồi, hòm sắt đây rồi, ngon. Ok các bạn. Ui, có một ít các kiểu này. Quá tuyệt vời. Phía trên này anh em đã thấy thêm ai chưa nhỉ? Riêng kẹo là không có thấy ai luôn nào anh em ơi. Lắng nghe tiếng chân cũng không thấy người luôn này. Chắc là mình sẽ ăn tạm cái cây nấm hay củ coi. Thách anh lấy top 50 trong 2 phút. Ui, thử thách gì mà ghê vậy em ơi. Đậu xe này. Mày chạy với anh à? Nhảy xuống chơi em ơi. Chưa nhảy xuống cả. Chưa nhảy xuống cả. Ôi, gặp phải Sky chú xanh mộ là đúng rồi. Bởi vì anh best sấy Sky nhá. Đáng thương chưa em ơi. Lại đang ở trên nóc nhà cả. Ui, đu dây làm cái gì hả em ơi. Đã chơi em, buồn chơi em. Ok các bạn. Mình sẽ lại đu dây lên để lượm sát nó thôi các bạn ơi. Ui, có thêm đạn phóng lựu nữa hả, ngon. Ui, đậu xanh. Ui, đậu xanh bạn ơi, đừng. Đừng bạn ơi. Đừng làm mình sợ nha bạn. Ui, một đứa đang chạy qua nữa cả. Thích ghê rồi. Thích ghê các bạn ơi, ui. Thích ghê rồi các bạn ơi, ui. Thích ghê rồi nha em ơi. Ui, xảy ra gắt vậy. Xảy ra gắt vậy. Ui, chúng nó xảy nhau ghê vậy nha em ơi. Thích ghê rồi, let's go. Đây, một đứa vừa bị đai rồi nha em ơi. Kẹo đứng tạm đây nhé, để coi nào. Mình sẽ lại gần hơn nữa coi. Ôi ôi ôi. Ăn đại pháo liệu không em ơi. Xong luôn. Lên 3 điểm số nha em. Đậu xanh làm gì mà căng. Đậu xanh làm gì mà căng này. Làm gì mà căng này. Đậu xanh làm gì mà căng này em ơi. Mày chịu bò với anh à. Ui, mày chịu bò với anh à. Lên bảng đếm số luôn nha em ơi. Mày tính chạy bo với anh à. Ok các bạn. Quá là easy. Mình cứ lượm thêm mấy cái trang bị mình bỏ ba lô nha anh em. Khi nào mà có được súng tiểu liên thì mình sẽ trang bị luôn nhá. Ok anh em. Có máu thôi mọi người. Số nha mọi người, let's go. Chúng ta sẽ lại tiếp tục đi săn mạng thôi. Có được mạng thứ tư rồi. Đây, và kẹo sẽ chạy lên phía trên này con nào anh em ơi. Úi dồi ôi, hòm sát đây rồi, chứ còn là hòm sát đâu nữa hả các bạn ơi. Ngon. Giáp chống nổ luôn cả, quá đã. Đây, câu đọc mọi người. Trên này hiện tại thì kẹo không thấy thêm ai nữa cả. Chúng ta sẽ lên trên phía cổng trời một xíu nha anh em. Đây các bạn là bây giờ thì có nòng giảm thanh rồi nên là chơi ngon quá rồi nha em ơi. Có cả thêm M79 nữa thì phải gọi là sấy thôi rồi nha em ơi. À đâu, M79 này là để câu phóng liệu mà anh em. Kẹo nói sấy là hơi bị sai sai nhá. Ok anh em, và... Uầy,
Thính vừa rơi đã có người lựa. Thế thì ghê rồi. Nó là xe Monster hả anh em? Tôi thấy ký hiệu xe chạy này. À đúng rồi, nó là xe Monster Truck anh em ạ. Đậu xe này em ơi, đậu xe này em ơi. Nó chạy nhanh quá, đâm ra là bây giờ thì kẹo đã mất dầu nó rồi anh em ơi. Let's go đây. Uầy, chạy nhanh vậy. Bạn chạy nhanh vậy thì ai theo được bạn hả? Ok đây, mình sẽ chạy bộ theo nó, nhưng mà khả năng là đuổi theo được nó là hơi bị khó khăn anh em ạ. Let's go, cứ chạy qua cái đã. Ít ra là chúng ta có thể là lượm thêm đạn xuống trường nhá. Wow, thính này là thính Goza anh em ơi. Nó để lại khẩu AK như vậy là nó đã có Goza rồi. Gắt tại nhà ở đây. Đây rồi anh em ơi, mình sẽ cố gắng mình đuổi theo nó và kill nó luôn nhỉ. Chạy xuống phía dưới cái đã nha anh em. Ok ok, người đâu? Người đâu cả rồi? Chú lại đâu rồi? Hả chú em? Nó chạy mất tiêu rồi anh em ơi. Có xe nó chạy nhanh quá, kẹo đuổi sao kịp. Bây giờ mà kẹo có xe thì là mới đuổi nó dễ được. Không biết là ở cái phía xưởng cơ khí thì còn xe không nhỉ anh em? Kiếm được cái con xe hai chỗ thì ngon. Không có ai cả mọi người ơi. Và hiện tại thì kẹo mới chỉ đang có đó là 6 mắt xe thôi. Vâng, còn lại 17 người chân nữa ở trong cái vàng đấu đây nhé các bạn ơi. Thế các bạn ấy kêu nhau nhanh quá nhưng mà chẳng thấy ai cả. Mình đang chạy qua cái khu này và vẫn đang thấy là khá là vắng người đấy. Vắng quá nhỉ anh em. Vào trong một xíu này mọi người ơi. Uầy, đậu xanh. Không có ai cả. Hơi buồn các bạn ạ. À đây, còn một cái nước giáp nữa này anh em. Chuẩn bị có được giáp 4.5 nhá. Quá ổn, ngon. Lượm thêm túi máu này các bạn ơi, let's go. Không có xe thì chúng ta sẽ đành chạy bộ đi săn mạng thôi. Chứ biết sao giờ hả các bạn ơi. Có thể là mình sẽ lượn lờ qua phía tắt đồng hồ một xíu coi, nhưng mà bó thu căng quá anh em. À đu dây cả, thằng nào đu dây vậy? Đu dây cả, đu dây hả mơi, ui. Đu dây hả mơi, ui. Đu dây hả mơi. Đu dây nữa hả, ui. Xe nó hơi khó anh em ơi. Vì là mình đang sấy chéo này, chứ còn sấy thẳng thì thằng này công nhận là xanh mộ với kẹo rồi. Còn ai đu dây nữa không vậy? Không còn ai đu dây nữa cả. Chắc là nó đã lên phía trên rồi anh em ơi. Ok, mình sẽ chạy theo cái đường dây nha anh em. Ui, nó canh mình này. What the hell? Nó canh mình các bạn ơi. Lúc nãy sấy nó nên là bây giờ nó canh mình này. Thế thì ghê rồi. Hẳn là canh mình cả. Gắt quá nhỉ. À, ở phía bom keo nha mọi người. Bạn ơi đừng canh mình nữa nha. Mình xin lỗi, mình sorry bạn ơi. Sorry bạn ơi đừng canh mình nữa nha. Sorry bạn ơi, sorry bạn ơi, sorry bạn ơi, sorry bạn ơi, đừng canh mình nữa nha. Ok, và kẹo đã có cho mình đơn mạng thứ 5 nhá. Hẳn là canh xích kẹo à. Nó định canh mình để kill mình nhưng mà lại bị mình kill lại này. Sorry bạn nhá. Đây, mình sẽ lên phía trên này nha các bạn ơi. Tiếp tục là lút xăng là thôi nha em ơi. Canh để kill xích kẹo cả. Thế thì ghê rồi. Ok anh em. Nãy giờ thì mình còn chưa kịp xài cái khẩu súng M79 nữa cơ. Vẫn còn nguyên 4 viên này các bạn. Ok ok. Quan trọng là chúng ta sẽ phải thử người cái đã. Lấy câu nào anh em ơi. Khu này kẹo chưa thấy thêm ai nữa cả. Vâng, và hiện tại thì kẹo mới chỉ có cho mình được mạng thứ 5 thôi. Đây rồi. Đây rồi em ơi. Ui. Chạy bo hả em ơi. Ui. Chạy bo hả. Chạy bo hả em ơi. What the hell? À, nó đang đứng sau tảng đá rồi anh em ơi. Gắt vậy. Gắt vậy anh em ơi. Gắt vậy anh em ơi. Và lên bảng điểm số luôn nhá. Hẳn là mày tính gắt với anh à. Ok các bạn. Kẹo có cho mình được mạng thứ 5 rồi nha anh em. À đâu, mạng thứ 6 rồi. Ngon. À, kẹo sẽ lượm thêm mong keo nha anh em.
Bom keo thì khá là cần thiết rồi nhá. Ui, gấu da nè. Gấu da hả anh em? Ngon. Ok, let's go các bạn ơi. Cùng kẹo đi săn mạng nào mọi người. Quay lại thêm một đứa gọi rôn thính nữa hả? Quay một đứa vừa gọi rôn thính ở đéo đá nha anh em. Hẳn là gọi thính cả em. Đây, anh qua anh cứu chú luôn này. Ngoại thành thì cũng có người đấy nha anh em. Thế thì ghê rồi. Thính sắp rơi chưa vậy? Chưa thấy thính rơi đâu. Ok, thính đang rơi rồi mọi người ơi. Mình nghe thấy tiếng đứa nào gảy mìn đâu đây anh em ơi. Chạy xuống dưới này một xíu nào anh em. À, nó đang ở trong nhà Doraemon anh em ơi. Phía sau kẹo qua hẳn hai đứa này. Pha này hơi gắt các bạn ơi. Chắc là mình sẽ chạy xuống dưới theo cái đường kia anh em ơi. Ui, hồng sắc không phải người. Đậu xanh gắt quá nhỉ các bạn. Mình sẽ qua tạm phía này nha anh em. Đứng tạm đây canh nó thôi nhỉ. Let's go. Hello bạn ơi, bạn tính làm gì ở trong nhà Doraemon này vậy? Mình có phóng lựu nha bạn ơi. What the hell? Mình có phóng lựu nha bạn ơi. Bắn hơi lỗi xíu anh em ơi. Dẫu sao thì kẹo cũng đã kêu đồ nó rồi anh em. Bắn qua cửa sổ nên là hơi bị lỗi. Đây, quần máu nữa nào anh em. Quá ổn. Và chắc là kẹo sẽ đổi luôn qua tiểu liên MP40 nha anh em. Lấy tạm khẩu này sấy cũng ngon mà anh em. Ok ok đây. Wow, có người ngoài hả? Đây à, đây à, đậu xe này. Có người ngoài anh em ơi. Đậu xe này em ơi. Mình sẽ xuống tạm phía dưới cái đã. Ok. Vào chỗ này cho an toàn nhé anh em. Rồi để coi. Có một đứa ở ngay phía trụ điện trước mặt kia anh em ơi. Nó đang phía sau đồi đấy. Có lẽ hơi căng anh em ạ. Trên đồi cũng có người đấy nha anh em. Vụ này là hơi bị gắt đấy nha. Không biết là mình có nên chạy ra phía sau đồi mình săn nó không nhỉ anh em. Ok, chạy qua săn luôn chứ kẹo ngại gì mà không săn. Xem là chú ở sau đồi được bao nhiêu lâu nữa nhá. Đây anh em. Kẹo qua phía này rồi nha anh em. Nhà Doraemon này em ơi. Nhà Doraemon này. Nhà Doraemon này. Ok, xanh bộ cho bạn ơi. Tưởng là nhà Doraemon mà ngon à. Ok các bạn. Bây giờ thì kẹo sẽ phải cuốn máu các đã nhá. Cuốn cho full máu này anh em ơi. Thì chúng ta mới có thể là chơi game một cách tự tin được. Let's go. Đây này. Đây này anh em, biết ngay mà. Bắt đầu nha em ơi. Ok các bạn. Kẹo đã có cho mình được mạng thứ 9 rồi nha anh em. Đây, mình sẽ vứt hết mình đi anh em ơi. Lợn mình nhiều như này là hơi bị sai nhá. Ok các bạn, lợn thêm băng keo này. Càng nhiều băng keo càng tốt nha anh em. Thằng này nó lượm nhiều băng keo quá nhỉ. Lượm thêm lựu đạn nữa này anh em. Lựu đạn này, băng keo này anh em. Tuyệt vời. Anh em tí tha hồ băng keo mà xài nhá. Lên con đỏ mọi người. Mình đang có đó là 21 băng keo này anh em ơi. 21 bom keo thì ngại gì nữa hả? Có 5 đứa cả. Ghê. Thế thì kinh rồi. Thằng nào vừa đu dây anh em ơi. Nó đang ngay phía trên nhá. Đang ngay phía trên hả em ơi. Ok em ơi, ui dồi ôi bạn ơi. Xanh mộ cho em. Hẳn là đu dây qua đây cả. Lượm thêm máu này anh em. Tuyệt vời. Ngồi xuống tạm ở đây đã nhá. Ngoài bò à? Thế chạy thôi. Ngoài bò thì chạy thôi nha anh em. Đây, 21 bom keo thì ngại gì hả các bạn. Vẫn còn đó là 20 bom keo nữa nha anh em. Ok, trang bị luôn nòng súng 2 vào đây anh em.
Bó thuộc phía này hả? Nhiều bom cao để làm gì anh em? Thao hồ chạy bom lần này. Đây rồi các bạn ơi. Uầy, bó thu tại cái dốc này hả? Thế này hơi bị căng rồi nha em ơi. Bó thu tại cái dốc này là hơi bị căng rồi nhá. Nhiều bom cao để làm gì anh em ơi? Còn 15 quả bom cao nữa cơ mà. Bó thì thu càng ngày càng nhỏ rồi. Đã lên được phía trên một cách an toàn nhá anh em. Let's go. Đây các bạn ơi, người đâu? Người đây à? Uầy, cũng dập bom cao cả, để coi. Không trúng quả nào luôn. Cạo câu liệu cầu này thì cạo lời rồi anh em ơi. Cạo lời rồi anh em ơi. Cuốn tạo máu có đã nha anh em. Bo vừa kịp này ngon. Thất thì ổn rồi. Mình sẽ cuốn cho full máu cái đã anh em ơi. Hỏi là câu liệu cả các bạn ơi. Ok rồi. Ok rồi. Đợi xem em ơi. Kệ cho nó con máu có đã anh em ơi. Rồi nhá, để coi. Để coi em ơi. Ui trời ơi, nhân giống này. Tuổi gì em? Ok. Ai mừng nó các bạn ơi. Như vậy là trong cái ván đấu này thì Cảo đã có được top 1 với 11 kill nha anh em. Trời ơi, quá là easy này. Tuổi gì ăn xích kẹo hả mơi? Ok, tuyệt vời. Vâng, trận đấu này thì Kẹo đã được 11 kill nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.